Chúng ta sẽ đi qua bài chia sẻ tài nguyên MTFS. Trong bài này chúng ta sẽ có chuẩn bị các cái máy để kết nối vào hệ thống của chúng ta. Chỗ này thì chúng ta đang xây dựng hệ thống là có một cái máy là Domain Controller, là hôm trước mình đã nâng cấp domain đó. Và hôm nay thì trên cái bài này chúng ta cấu hình cái máy 192.168.1.4. Các bạn thấy có cái thư mục nè. Cái máy này người ta gọi là file server, tức là cái server để quản trị các cái thư mục dùng chung của công ty. Và chỗ này nó sẽ phân quyền cho phòng ban nào được sử dụng cái gì, có quyền đọc, có quyền ghi, có quyền xóa hay không. Rồi user nào có quyền gì trên cái thư mục này, để tất cả các thành viên trong công ty khi mà làm việc thì sẽ dựa trên cái user mà được cấp ở trên domain controller. Cái user được cấp ví dụ như là phuc@amc.com, ví dụ vậy, thì nó có quyền ở trên này. Như vậy thì trên cái server 192.168.1.4 này nè, nó phân quyền là nó dựa trên cái user ở trên domain. Được chưa? Đó là cái mạng của chúng ta. Đối với bài thực hành ngày hôm nay, do máy của mình đang chạy máy ảo, cho nên mình tạm thời mình ghép cái thằng này 1.4 này vào 1.1 luôn. Còn trên cái server của mình á, trong cái mà mình học á, thì mình đang đặt cái server này là 1 chấm mấy? 1.2, là mình kết hợp cả DNS server, cả DHCP server và cả file server vào chung một máy. Đúng không? Thì hôm sau mình làm xong mình có thể tách ra, tại vì mình đang chạy máy ảo cho nên nó hơi nặng, mình dùng chung. Chỗ này thì chúng ta sẽ có tài khoản nhân sự 1, rồi không xóa được nhân sự 2, lấy lại quyền. Bây giờ mình sẽ xem ở cái cây thư mục trước. Thứ nhất, mình có một cái thư mục data, trong đó nó có group kế toán và group nhân sự, thì được quyền đọc. Đúng rồi, như vậy cái này là của cả công ty. Sau này bạn có thể là có thêm là kinh doanh rồi marketing rồi gì 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 đó, bạn đưa ra nhiều group, mỗi phòng ban là một group, được chưa? Rồi một cái data chung thì group kế toán và group nhân sự được quyền full control. Full là cái gì cũng làm được hết, thêm xóa sửa gì cũng được hết, full. Cái tiếp theo là kế toán thì chỉ có kế toán full, nhân sự có nhân sự full, được không? Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ có là tài khoản nhân sự 1, nhân sự 2 thuộc group nhân sự, kế toán 1, kế toán 2 thuộc group kế toán, được chưa? Thực hiện gán quyền, trong đó folder kế toán không cho tài khoản kế toán 1 truy xuất, folder data kế toán. Data kế toán ở đâu? Data kế toán mình không cho tài khoản KT1 truy xuất. Rồi tạo hai folder con trong data nhân sự, tài khoản nhân sự 1 đăng nhập bằng tài khoản nhân sự 2, mình thử xem sao. Như vậy ở đây mình sẽ tạo và phân quyền trước. Ở đây người ta đã hướng dẫn cho mình cái cách nè. Nếu như mà mình muốn phân quyền cho tất cả mọi người được quyền full control thì cái mà everyone, tức là tất cả mọi người, rồi full control là chỗ này. Còn nếu như mà mình muốn phân quyền cho từng thành viên hoặc từng group thì mình sẽ chọn ở đây, add thêm cái group đó vào hoặc user vào. Như vậy chúng ta sẽ làm cái cơ bản trước ở trên này. À, bài hôm nay chúng ta làm cái cơ bản này trước, theo đúng cái này luôn. Như vậy trong này chúng ta sẽ vào hệ thống của mình, BA S BA S S
ORD. Rồi mình nhìn lại cái coi. BASSWORD. Admin. Trong này chúng ta sẽ nhìn thêm cái server của mình. Mình có ổ C, ổ D. Thì thường thường trong công ty của các bạn đó thì các bạn sẽ chú ý chỗ này giúp thầy. Trong công ty của mình thì đối với lại một cái máy tính, các bạn sẽ vô trong này, các bạn sẽ xem giúp cho thầy. Server. Rồi mình sẽ xem property. Trong cái phần quản trị của mình, Server Manage Tool. User and computer, được chưa? User and computer, mình đang có một cái computer ở đây và mình hôm trước mình đã xây dựng cái server nè là amcbình.com. Bây giờ chỗ này thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn tạo một cái phần quản trị là all you new. Bạn tạo giúp cho thầy all you ha. Organizational Unit, tức là đơn vị quản trị. Nếu như mà mình tạo chung trong cái user này á thì sau này mình quản trị rất là khó, tại vì nó lẫn lộn vào những cái user và cái group của hệ thống đang có. Cho nên mình tạo ra một cái vùng quản trị khác của riêng mình. Ví dụ như chỗ này mình để là công ty AMC Bình, ví dụ như vậy. Đó là về phần quản trị. Mà để quản trị trong này thì chúng ta sẽ có, hồi nãy người ta nói là gì, mình tạo một cái user là nhân sự một, nhân sự first name, nhân sự một last name bỏ cũng được, còn muốn thì bạn đưa vào. Chỗ này là ns một nhân sự một. Các bạn đã thấy là ns1a+amcbình.com ha. Tùy thuộc vào cái domain của các bạn. Nét cái phần này hôm trước mình có nói đúng không? Mình có yêu cầu người ta thay đổi password hay không? Đúng chưa? Rồi mình bỏ đi để tí nữa mình đăng nhập cho nó khỏi phải thay đổi mất công ha. Mình lấy là ba+ssword. ba+ssword. Net Finish. Mình đã có được nhân sự một. Ctrl C, chúng ta có thể copy ha. Chỗ này chúng ta có thể copy để mà mình được giữ các cái thuộc tính của nhân sự một, còn không thì mình sẽ tạo mới, cửa nào cũng được cả. Các bạn sẽ tạo mới một user nhân sự 2, NS2 ba+ssword. Rồi chúng ta sẽ có một cái nữa là group. Group chỗ này chúng ta sẽ để group name là group nhân sự group chữ G đi cho nó dễ phân biệt ha. Nhân sự group. Trong cái nhân sự group này thì chúng ta thêm hai thành viên của nhân sự vào. Trong này nó có member, chúng ta sẽ thêm vào đây nhân sự một
nhân sự 2 chấm phẩy check name. Mình thấy nhân sự 1, nhân sự 2 ra chưa? Cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Còn nếu không có thì chúng ta sẽ đi tìm ha, đi tìm ở trong cái chỗ advanced nào. Rồi, như vậy thì nhân sự 1, nhân sự 2 đã là thành viên của group nhân sự. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ tạo kế toán 1 và user KT1 BA+SSWRD. Không thay đổi new kế toán 2 KT2 Rồi tương tự chúng ta cũng tạo một cái group kế toán group. Và trong cái group kế toán này chúng ta lại thêm bằng cách không có đi tìm nữa mà dùng cái advanced. Trong này thì chúng ta sẽ find now. Chúng ta không biết là có ai cả. Đây, những cái user mà chúng ta tạo lúc nãy nè. Có kế toán 1 nè, có kế toán 2 nè. Được chưa? Mình có thể nhấn shift hoặc nhấn control để chọn. Ok. Đây, nó cũng tự động nó thêm cho mình. Đây, kế toán 1 và kế toán 2. Apply, ok. Được không? Chỗ này mình sẽ thử tạo một cái group chung. Là chỗ này là công ty. Group. Công ty group. Bây giờ trong cái công ty group này mình sẽ thêm cái thằng member. Member check find out. Bây giờ chỗ này chúng ta sẽ thêm, thay vì chúng ta thêm là kế toán 1, kế toán 2, nhân sự 1, nhân sự 2, thì mình thêm kế toán group và nhân sự group. Là nó mang hết tất cả những user đó vô. Được ha? Rồi, ok, như vậy mình có hai cái group. Rồi, như vậy mình đã có group công ty. Mình đã chuẩn bị bên này là cái tài khoản để sử dụng. Và mình đi chuẩn bị tiếp nữa là một cái thư mục. Thì thường trong công ty của các bạn sẽ chuẩn bị một cái ổ đĩa riêng. Và ổ đĩa này là một ổ đĩa vật lý luôn, không có liên quan gì đến ổ đĩa cài Win. Không, còn mình ở đây là mình đang xài máy ảo. Chỗ này các bạn sẽ tạo cho thầy một cái thư mục. Thì thư mục ở đây có phải là thư mục người ta để là công ty, data công ty đúng không? Thư mục của mình là data, mình để data công ty đi. Không, rồi chỗ này là thư mục dùng chung. Được chưa, data chung. Rồi mình để công ty đi. Mình để công ty. Công ty AMC Bình. Trong này mình sẽ tạo tiếp một cái thư mục nữa là data dùng chung. Một thư mục tiếp theo là data kế toán. Rồi một thư mục tiếp theo data nhân sự. Các bạn thấy cái cách đặt tên thầy viết khoa viết thường không? Tại vì sao? Nếu như mà các bạn thử đọc cái này giúp cho thầy. Chữ gì? Hả? Công an. Chắc gì? Thầy nói cô Ngân được không? Đúng không? Cho nên rất khó phân biệt là mình đang muốn đặt cái gì. Còn nếu như mà các bạn đặt ở đây, mà các bạn đặt viết hoa chỗ này, ví dụ như là công an, thì mình nhìn vô mình biết chắc à, ý định là đặt công an. Đó, như vậy thì cái tên chúng ta cũng rất là quan trọng.
Bây giờ chúng ta sẽ phân quyền, thư mục của chúng ta có như vậy, dùng chung kế toán nhân sự. Và người ta nói là đối với lại cái thư mục data, group kế toán và group nhân sự được quyền đọc, thì rõ ràng kế toán và nhân sự tức là ai đó? Là group công ty đúng không? Rồi, ok. Như vậy thì chỗ này chúng ta sẽ phân quyền. Click chuột phải, chuẩn bị phân quyền nha. Chọn property. Rồi, trong này chưa có share nha. Chưa có share. Ở đây chúng ta đang phân quyền, tức là chúng ta dùng security là chỗ này. Còn nếu mà các bạn muốn cho máy client mà nhìn thấy được cái thư mục này, máy client mà nhìn thấy thư mục này, thì các bạn chọn vô đây, share. Chỗ này chỉ mới có admin thôi. Và các bạn sẽ share giúp cho thầy là everyone add vào có quyền đọc. Tức là ai vô đọc cũng được hết á. Nhưng cái chuyện là mình share everyone đọc thì tí nữa mình sẽ phân quyền ở bên kia. Mình phân quyền ở bên kia mình hạn chế lại. Rồi, chỗ này mình cho quyền full luôn đi. Quyền full luôn, share. Đây, nó có cái đường dẫn là DC1 công ty AMC Bình. Thì tí nữa bên máy client mình sẽ thấy cái thư mục này. Đó là phân quyền là mình share. Bây giờ bắt đầu mình phân quyền nè. Trong phân quyền này mình nhìn mình thấy là cái user để đồng bộ, user của hệ thống, user admin và tất cả mọi user trong công ty đều có quyền đọc, thực thi, liệt kê thư mục. Mà nếu như mà mình để như vậy đó thì tất cả mọi người dù là có trong group kế toán, group nhân sự hay không đều có quyền đọc. Nhưng mình có muốn điều đó không? Không. Mình chỉ muốn mà ai nằm trong cái group của công ty đó, kế toán và nhân sự đó thì mới được đọc. Như vậy chỗ này chúng ta có thể chọn edit thử nào. Everyone đúng không? Không cần remove. Mình thêm ai? Mình thêm gì? Công ty group check name có là nó gạch chân. Còn nếu không có là nó báo lỗi, ví dụ như mình để công ty đi. Check name. À, nó có luôn công ty. Bây giờ CT đi. Check name, nó không thấy. Còn hồi nãy có chữ công ty là nó nhận diện ra là có chữ G nữa là đúng. Thì nó tự nhận diện. Công ty. Check name. Ok, và mình đang cho công ty là có quyền đọc theo đúng như đề. Công ty có quyền đọc. Apply. Rồi, chỗ này là công ty có quyền đọc. Bây giờ mình sẽ mở cái máy ảo lên. Đúng rồi, máy client lên. Client. Để mình test thử là cái máy server hồi nãy có không. Như vậy mình kiểm tra thử là bên này mình đã có những user nào. Không, bên DC này mình đã có những user nào. Mình đã có là user kế toán nhân sự nè. Đó. Rồi bên trong này mình có tạo cái user nào khác không? Không có, mình chỉ có mấy user đó thôi. Mình mở cái máy ảo lên. Mình đã vào được máy ảo. Mình xem thử là bên cái máy này mình đã có zone domain chưa? Chưa zone domain. Đúng không? Thì mình quay trở lại, mình kiểm tra từng phần. NS lookup coi thử. Rồi có được là amcbình.com. Qua đây mình thử coi thử là cái IP của bạn này. IP của bạn này. Đây, đã được cấp phát bằng AV động rồi nè. Đã được cấp phát bằng AV động.
1.5, default gateway, DNS và DHCP, được chưa? Và mình sẽ kiểm tra một cái nữa, CMD NS lookup, thấy chưa? Vậy nhiệm vụ của mình bây giờ là làm gì đối với lại cái máy client này nữa nào? À đúng rồi, cái mà đăng nhập đó thì chúng ta gọi là zone domain property. Rồi chỗ này chúng ta sẽ thấy là đang là work group đúng chưa? Mình sẽ change setting, change, mình để client 1, nhưng mà chỗ này mình đổi lại là AMC Bình. Rồi check thử coi, nó hỏi username admin, password ba+ssword, là password này là password của cái admin mà bên cái máy server á. Nó đang tìm. Rồi, welcome. Khởi động lại đúng không? Rồi, khởi động lại luôn. Vô lại chỗ này mình bây giờ mình không có vô bằng quyền admin nữa mà mình chọn order đúng không? Đây nè, bây giờ nó nói là vô bằng cái AMC bình nè, tức là mình vào đằng domain đó. Như vậy chỗ này là mình sẽ có ví dụ như là nhân sự 1 đúng không, password ba+ssword, nhân sự 1. Sau khi mình vào bằng nhân sự 1 rồi thì mình sẽ tìm đến cái server của mình để mình xem thử là cái thư mục mà chia sẻ cho cái nhân sự 1 này nè là thư mục nào. Bây giờ mình vô thư mục và cái server nhân sự 1 của mình địa chỉ nhiêu? 192.168.1.2 xịt xịt open website default của seller website explorer mà user app. Rồi mình vô đây đi, từ từ, xịt xịt 192.168.1.2. CMD NS lookup 192.168.1.2. Rồi, hồi nãy thầy quên, thầy xịt ngược. Như vậy trong này là hai cái thư mục này là người ta tự động share nè. Mình share cái công ty này thôi. Được chưa? Bây giờ vô cái dùng chung nè. Vô được.
mình vô kế toán vô được, nhân sự vô được, dùng chung của mình, click chuột phải chọn new folder, chưa có quyền. Hồi nãy mình cấp cho cái dùng chung này là quyền gì ta? Quyền gì? Nãy mình cấp cho cái dùng chung này là quyền gì nào? Công ty, dùng chung, mình xem lại. Bảo mật, group công ty được quyền đọc, xem lại đề đúng chưa? Dùng chung, full control. Hồi nãy mình cấp chưa đúng đúng không? Rồi bây giờ cấp lại cho đúng. Người ta yêu cầu full control cho nên công ty mình sẽ edit, mình chọn group công ty full control. Thấy full chưa? Apply, ok. Ok. Quay trở lại bên này. Bạn này đang là nhân sự 1, data dùng chung, click chuột phải new folder. Xong. À, cái này là nhân sự 1 tạo, mình ghi vậy để cho nó dễ nhớ. Như vậy quay trở lại kế toán new folder chưa cấp, nhân sự new folder chưa cấp cho nên không được. Bây giờ quay trở lại đây, người ta nói đối với nhân sự thì group nhân sự được quyền full, group kế toán thì được quyền full. Vậy bây giờ quay qua server, mình phân quyền tiếp. Nhân sự, click chuột phải, property, no có share nữa nha. Share một lần duy nhất thôi. Một lần ở cái thư mục lớn thôi. Và bây giờ mình sẽ là security. Chọn edit. Những cái này công ty, chỗ này mình bỏ đi. Tại vì trong cái công ty được quyền đọc, tức là có cả kế toán luôn, nhưng mà mình không cho kế toán vào nhân sự. Kế toán là kế toán, nhân sự là nhân sự. Cho nên chỗ này cái group công ty mình bỏ đi. Chú ý nha. Chỗ này mình sẽ remove cái group công ty. Không, nó nói là không được quyền remove, tại vì nó kế thừa từ cha. Được ha. Lưu ý chỗ này giúp thầy. Nếu như bạn không được quyền remove thì bạn sẽ xuống dưới, nó có cái phân quyền liên quan đến advanced, quyền mạnh hơn. Hồi nãy mình edit chỗ này nó không cho không? Rồi chỗ này mình cấp quyền mạnh hơn. Mình đóng lại nha, hồi nãy edit là nó không được nè. Mình remove nó không được nè, đúng không? Bây giờ mình bỏ này đi, xuống advanced. Trong này nó có cái chỗ này là group công ty. Remove. Không cho quyền kế thừa. Đây. Chỗ này sao không cho quyền kế thừa? Change. Save your change. Chỗ này đối với quyền. À, này nó đổi lại tí xíu. Chỗ này là bạn không có dùng cái kế thừa của cha nữa. Đây nè, chỗ này nó kêu là không dùng cái kế thừa của cha nữa, disable cái phần kế thừa đi. Và chỗ này mình sẽ lưu hết tất cả những cái quyền này lại, chứ nếu mà bạn chọn remove cái là nó mất hết trong này luôn á. Ha, à, mình chọn convert. Ok, nó vẫn giữ, nhưng mà bây giờ nó không có kế thừa cho nên là mình edit được, remove được ha. Remove cái công ty đi. Xong. Mình thêm cái gì vào? Thêm cái gì vào đây? Apply cái nào? Lâu quá vậy.
allow phân quyền cho nhân sự group check name. Ok, nhân sự group sẽ có full quyền ở đây, full quyền trên group nhân sự. Ok, qua đây data nhân sự lúc nãy là mình nêu không được đúng không? Bây giờ nêu được nhân sự một, được chưa? Nhân sự một tạo, kế toán không phân quyền. Đúng ra là gì, kế toán thì cái thằng nhân sự một này nó cũng không được vào luôn. Rồi như vậy là mình qua bên chỗ kế toán security advanced, bỏ kế thừa, copy công ty, tại vì hồi nãy cái thằng kế toán nó vẫn có công ty nè, mà công ty là có nhân sự cho nên là nhân sự một nó được quyền đọc. Bây giờ remove nó luôn, add cái gì, à add kế toán vào, kế toán group check name, kế toán full control, apply chạy này lâu nhỉ. Thử bên này coi. Rồi, không được quyền vào. Bên kia cập nhật quyền rồi, đâu được quyền vào đâu. Đó, nhưng mà nhân sự thì ok. Data dùng chung thì ok. Bây giờ ở đây mất luôn cái kế toán luôn rồi. Không thấy luôn, không được quyền gì hết, không thấy. Được chưa? Đây, kế toán nó xong rồi nè. Rồi, bây giờ mình lock off ra, mình vô kế toán kêu nha. Lock off ra. Trên này nhé, nhân sự say out. Vô đây. Order. Mình chọn là kế toán 1. Password. Vào chủ gì, mình đọc là KT1 hay là kế toán 1? KT1. Ê. Enter KT1. KT1 mình sẽ vào cái phần Windows Explorer. Nãy thầy gõ xuyệt ngược cho nên nó không vô. Mình phải gõ xuyệt huyền, nãy quên thầy gõ xuyệt sắt. Xuyệt huyền 192.168. Hôm sau mình sẽ làm cái phần map tự động nó hiển thị ổ đĩa lên, chứ không có ai mà đi vô mà gõ này cả. Chấm 1, chấm 2 mình sẽ làm cho nó tự động nó lên luôn. Công ty bạn này là mình đang lock bằng gì, kế toán không thấy nhân sự, được không? Như vậy là tạm thời gọi là bảo mật chưa, bảo mật giữ chưa, được chưa? Thấy được chỗ này là kế toán một tạo đề của mình làm đến đây, nhân sự full control, kế toán full control, data dùng chung full control. Rồi mình vô cái thằng data dùng chung coi, data dùng chung kế toán new, kế toán một tạo. Ok, bây giờ mình thử nè, mình lấy cái bạn kế toán 1, mình xóa cái thư mục của bạn nhân sự
xem chuyện gì xảy ra. Delete hay chưa? Hay ha. Nhân sự một tạo thì nhân sự một xóa thôi. Chứ còn bây giờ kế toán một mà vô delete cái folder của nhân sự một. Đó, nó báo nè. Đấy, nó cảnh báo. Được chưa? Nó sẽ ghi lại file log á. Nó ghi lại cái log của thằng server á là do thằng kế toán tạo. Kế toán xóa. Mình có thể thiết lập cái quyền là không cho xóa luôn. Không cho xóa luôn. Ha, bây giờ là nhân sự một nó có thể xóa được, kế toán một nó có thể xóa được, nhưng mà thực chất mình sẽ set lại cái quyền là chỉ có tác giả mới được quyền xóa thôi. Bởi vì chỗ này mình đang set là full control. Cho nên tất cả mọi thư mục bên trong này là đều giống nhau cả. Đều có quyền thêm xóa sửa giống nhau. Đấy. Đó, thư mục này là thư mục dùng chung. Thì cái này là cái yếu điểm mà mình chưa có thiết lập kỹ. Đúng không? Mình chưa thiết lập kỹ. Cho nên nếu như mà bạn qua server, bạn thiết lập lại cái quyền công ty Advent, công nghe chỗ này các bạn sẽ qua cái phần edit, đây phân quyền trên công ty đâu rồi, à công ty permission, view group công ty Advanced Permission. View and owner công ty. Rồi các bạn làm lại đến đây trước đi. Các bạn làm lại đến đây, phân quyền lại và thử test trên cái client giúp thầy.